Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày Và lâu lắm rồi thì Trinh mới lại xuất hiện trên khung hình của video Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé à, Niềm vui trong công việc cũng như là niềm vui trong cuộc sống à, Như thường lệ hôm trước thì Trinh đã phát đến tập 3 của bộ truyện Đau đớn phần giàu của tác giả An Khê Tuy nhiên thì Trinh sẽ chuyển tập 4 Và tập cuối của bộ truyện này Phát vào giờ trưa à, Nếu mà quý vị nào đang theo dõi Bộ truyện này thì quý vị có thể theo dõi à, Vào trưa hôm sau quý vị nhé Còn tối nay thì Trinh xin mời quý vị Cùng đến với tác giả Quỳnh Vân Qua truyện ngắn mệnh khắc chồng Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu Xin mời quý vị cùng lắng nghe đứa con gái ấy có mệnh khác chồng tuổi hổ mà cái tuổi đó ghê lắm Nằm nó lên hai á thì mẹ nó mất bà ngoại đau lòng quá cũng đi theo mẹ nó luôn hồi đó yêu thằng phong gia đình phản đối dữ cực hả vì sao ấy à thì vì ông thầy bói bảo nếu lấy nhau á thì kiểu gì cũng chết một trong hai đứa mà thằng phong á nó đâu có tin đâu rồi nó cũng chết đó thôi tây hòa đang cầm mớ rau chợt khựng lại khi nghe những câu chuyện bàn tán về mình. Chắc họ chưa biết rằng người con gái có mệnh khắc chồng đang ở đây. Nên càng bàn tán, càng rôm rã. Kể cũng phải thôi. Thậm chí họ còn chẳng biết tên của cô. Thứ họ biết duy nhất chỉ có con dâu nhà bà Mùi, vợ của thằng Phong, tuổi dần. Chỉ có thế, không hơn không kém. Mỗi lần về quê của Phong, họ cũng đều nghe được người ta lấy cô làm chủ đề chuyện phím. Thực tế, cô không thấy chua chát lắm, bởi lẽ có khó chịu thì bằng mấy năm phải chịu cũng đã quen rồi. Nhưng nỗi nhớ về Phong vẫn làm hòa đau ê ẩm. Bé huyện đang sáng mắt lên trước rạp bánh đúc của một bà cụ, hoàn toàn không nghe được những lời đó. Hòa ngay lập tức bỏ mớ rau xuống, đánh lạc hướng bằng cách mua cho con bé bà bát bánh đúc lớn. Hai mẹ con hi hi ha ha, suốt cả dọc đường, dắt tay nhau về nhà bà nội. Nhà chồng Hòa nằm ở cuối làng, một nơi khá vắng vẻ, nhìn ra cánh đồng trồng đầy cam quýt. Trước kia còn đang hẹn hò, Phong vẫn thường đưa cô vào vườn của người ta, vặt trộm đầy một giỏ cam, rồi hôm sau anh lại cười khúc khích với bác tư chủ vườn. Qua vườn cây nhà bác, thiếu một giỏ quả đấy nha. Bố tiền sư nhà anh, đã ăn trộm còn nhân nhân cái mặt lên. Nhà cháu vừa nhập về mấy lồng gà con Bác có thả vườn á Thì cháu mang sang một lồng nhé Thế thì còn được Bố anh Họa sống ở trên thành phố lâu ngày Ở những đô thị lớn Nơi cuộc sống của một người thu nhỏ Trong căn chung cư Với hai cái cửa sổ bé xíu Nên cô rất thích cùng phong về quê Ở đây có cánh đồng lúa chín rộm Có tuổi trẻ tụ tập nhau Chơi đá cỏ gà Các gia đình dựng chổng trước cửa gọi nhau ý ấy vào các đêm trăng. Tình yêu của hai đứa nảy nở giữa vùng quê nghèo. Trong mùi quýt chính của chú Tư và những câu chuyện làng trên, xóm dưới, ai cũng biết. Thế nhưng người làng quê được cái rất mê tín Kể từ khi nghe tin con trai nhà bà Loan dắt người yêu về ra mắt, người ta đã hỏi han khắp nơi. Con bé ấy sinh năm nào nhỉ? Hả? Thế thì là tuổi hổ à? ấy chết! Con gái tuổi hổ cao số dữ lắm Mà ăn nói không ra gì Sau này còn anh em họ hàng nổi ngoại Người ta chữa nói Đã nhảy ra băm vằm vào mặt người ta Thế thì còn tề gia nội trở sao được Lời bàn ra tán vào như thế Mẹ chồng Hòa cũng phải tin Bà dục hai đứa xem bói Xem có hợp duyên nhau không Nếu hợp thì phải cưới ngày nào Ông thầy này rất có tiếng ở làng bên Vừa mới nhìn thấy cô đã phán cô này tuổi dần lại để giờ đêm giờ nó đi săn mồi anh già tuổi hợi không nên cưới nhau đâu nếu mà cứ bất chấp cưới á thì khéo khi có người phải chết non chưa biết chừng phong nghe vậy tức giận đứng lên dẹp không có thầy bà gì hết toàn tàu lao gì không để ăn tiền cái anh này hay nhờ tôi đã ăn được đồng nào của nhà anh còn tôi còn anh đấy tôi xem anh có chết non không Tôi sống dài hơn ông là cái chắc Những cô gái như Hòa Làm sao tin chuyện mê tín dị đoan Khắc chồng khắc con như thế này Phong thì càng không tin Nhưng mẹ anh nghe vậy Thì như có sẵn trong lòng Không ít lần ngập ngừng Khuyên hai đứa chia tay Phong phải hết nước Hết cái thuyết phục Bà Loan mới mặc kệ cho hai đứa tự quyết Ngày gã hòa cho Phong Cô từng ôm theo rất nhiều mộng đẹp hai người mua một căn nhà nhỏ trên thành phố, trang trí cây cảnh và dành riêng một căn phòng đón em bé đầu lòng của hai vợ chồng. Mọi chuyện dần qua đi. Khi Hòa mang thai cái huyền, thì bà Loan cũng dịu đi. Mẹ chồng nàng dâu đã có thể cùng nhau vào bếp, cùng nhau đi mua sắm. Hòa được bác sĩ chẩn đoán sẽ trở dạ vào đúng dịp giáng sinh năm ấy. Phòng là anh linh cứu hỏa. Mỗi dịp lễ tết thì càng bận rộn để có thời gian trong vợ đẻ, anh đã phải xin cấp trên cho trực bù gấp 3 lần. Phòng với Hòa còn bàn giao xuyên đêm để đặt tên cho con gái trước ngày đi trực ở cơ quan. Nào ngờ, đây là lần cuối cùng hai người có thể nói chuyện với nhau. Tụi anh xin lỗi, lửa cháy dữ quá. Thằng Phong... Thằng Phong nó mất rồi em ơi. Hòa bàng hoàng khi nghe thấy tin báo rằng Phong đã bị biển lửa nuốt chửng khi cứu lấy gia đình ba người từ đám cháy. Mẹ chồng cô đang ở trong bếp, cũng thất thần chạy ra. Hai mẹ con được chở đi nhận lại di hài của anh. Lúc ấy, bà Loan đã liệm hẳn đi. Tiếng khóc của bà tru lên thắt gan thắt ruột. Còn Hòa thì cứ bóng vào tay chồng, yên lặng, nuốt nước mắt vào trong. Cô làm gì phải khóc cơ chứ? Phong vẫn còn sống. Anh sẽ trở về để cùng cô chào đón con gái chào đời cơ mà. Chực thì thể quanh anh lạnh băng hòa xoa thế nào cũng không giúp bàn tay anh ấm hơn cô tuyệt vọng ngã quỷ xuống mẹ chồng cô lúc này như đã mất trí rồi bà gào lên trút hết nỗi đau khổ của mình ra mày đã vừa lòng hay chưa giờ mày vui không người ta đã bảo là không được cưới mày hại chết nó rồi con đàn bà độc ác tại sao người chết không phải là mày hòa vật đứng im đón nhận những lời mắng chửi và những cái đập tới tấp từ phía bà Loan. Nỗi đau trong lòng cô còn dàn xé hơn thế. Cơn đau đang quặn lên trong bụng cũng như đang rách toạc. Cô ngã quỵ xuống, nắm chặt tay bà. Mẹ ơi, con chết cũng được, mẹ cứu cháu với. Hôm ấy, Huyền đã được sinh ra, thiếu tháng. Con bé phải ở trong lòng kính, chăm sóc suốt nửa tháng trời. Nửa tháng đó, họa như người mất hồn, nằm vật trên giường cô ước tại sao mình không chết đi tại sao người chết lại là phong anh có tội tình gì anh một người lính cứu hỏa cần mẫn và gương mẫu người hùng đã cứu giúp bao nhiêu người tại sao ông trời lại lỡ cướp đoạt mạng sống của một người như thế chứ mãi đám chìm trong quá khứ như vậy chẳng biết bao giờ thì canh cổng màu xanh dương đã hiện rõ trước mặt không có ai ở nhà cả hòa mở khóa rồi bảo con gái vào trước còn mình thì xách theo đồ ăn xuống bếp Có lẽ mẹ chồng cô đang ở ngoài đồng và sống một mình từ ngày phong mất Cô chỉ dám đưa con gái về thăm bà Vào những ngày cuối tuần Rồi lại đi Cô sợ Sợ sự có mặt của mình Sẽ gợi lại nỗi đau của người mẹ mất con Hòa vừa mới đặt nồi thịt lên bếp Thì có tiếng lao sao bên ngoài Bà nội đã về Đang hú hí với cháu Cái huyền mừng rỡ Khoe với bà cháu vừa học hát Học đàn Lần này cháu đi biểu diễn Bà đi xem cháu nhé Ôi giời Bà muốn lắm Nhưng chân tay thế này Không biết có đi được không Thế để con chở mẹ đi nhé Hòa bưng theo đĩa thịt từ trong bếp ra Đặt lên bàn Cháu nó mong bà lắm Cứ đợi con phải bảo mẹ đi cổ vũ cho bằng được Nét cười trên mặt của bà Loan chợt tắt Bà ngồi dậy Vỗ vỗ cái lưng đã hơi còng của mình Rồi húng hắn đi vào trong phòng để bà đi nhờ xe của ông Tư đến với cháu Công chúa của bà vào đây Bóp vai cho bà cái nào Dạ yeah. Cây huyền tụt tót xuống Rồi loan toan đi theo bà nội Để lại hòa với mâm cơm đang dần quỵ đi Thái độ của bà Loan Giống như gai nhọn Làm cho cô nhớ đến sự ra đi của Phong Nhớ đến sự bất lực của mình Năm năm trước Thời gian đã trôi qua lâu như vậy Cái danh tiếng khắc vọng Trong đời đồn đại của người đời găm sâu vào trong lòng hòa. Đến nỗi, nhiều lúc cô giật mình tỉnh giữa đêm thâu, tự ôm lấy bản thân. Đêm quá lạnh, bàn tay cô cũng lạnh, cả căn phòng không một chút hơi ấm, nhấn chìm hòa. Có lẽ nào cô thật sự mang mệnh khắc chồng, khắc chết những người mình yêu quý thật chăng? Cứ như vậy, đã 5 năm rồi, vì biết bà Loan cũng không thích gì mình. Hòa để lại Huyền ở lại quê mấy ngày còn cô thì về thành phố thăm bố Lâu lắm không nhìn kỹ Bố cô đã già hơn ngày xưa rất nhiều Thân hình ông hơi nặng nề Mái tóc bạc vấn trắng Ông hắn giọng hỏi con gái Cây huyền đâu? Sao con không cho cháu về chơi? Cháu đi thăm bà ngoại rồi ông ạ à? Hòa này Sao vậy bố? Hòa không để ý lắm Đáp lại Con tin ở vậy như thế mãi sao? Đã 5 năm rồi đó tay hòa ngừng lại Chiếc ô rào tưới nước cũng ngừng lại Cô đánh trong lãng Sao bố lại hỏi thế Huyền cũng gần 5 tuổi rồi Tuổi xuân của con còn dài Con có định bước thêm một bước nữa hay không Hòa cười hì hì Tự nhiên lại thấy đồng mình chua chát Ai sẽ thích con chứ Năm nay con hơn 30 rồi đó 30 Vẫn còn trẻ chứ Ngày xưa mẹ mày 30 là mê mệt hết bọn đàn ông trong làng bố mày cứ phải canh đó ông đang nói dở thì chìm vào hồi ức xa xăm bố có cậu học trò này thú vị lắm thôi con biết rồi hòa biết bố mình lại đang giới thiệu đối tượng vội lạng tránh đi mọi chuyện cứ để tùy duyên đi bố nếu gặp được người có duyên con sẽ xem xét ạ à? còn học trò của bố thì chắc không ổn lắm đâu người ta là học sinh của bố thì chắc phải nể mặt thôi nhưng ai biết người ta nghĩ gì hơn ai hết hòa biết rằng mình không còn trẻ hoa tạng ít bướm cô còn có một đời chồng một đứa con riêng cả một cái danh khắc chồng nổi tiếng khắp nơi hơn nữa hòa cũng chưa nguôi được nỗi nhớ dành cho phong cô cảm thấy mình không cần thiết phải bắt đầu cuộc hôn nhân khác cô có thể sống rất tốt một mình và nuôi dạy con gái thành tài sau này già đi sẽ tìm một ngôi nhà nhỏ ven biển để lật dở những trang ăn bơm cũ chờ ngày đoàn tụ với Phong. Bạn đi mấy hôm kể từ ngày hòa chạy trôi chết khỏi đám mối của bố. Cô cũng quên mất, ông từng giới thiệu cho mình một cậu học trò nhỏ. Cô lại bận rộn với nguồn quay sinh hoạt phố thị, xô bồ và lộn xộn. Hôm ấy tan làm, vừa mới tắt đèn công ty thì Hòa nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô ấn nghe thì thấy giọng của một người đàn ông. Cô có phải mẹ của cháu Trần Thu Huyền không? Dạ đúng rồi ạ có chuyện gì về anh ban nãy cháu đang đi chơi với ông thì bị lạc cứ đứng khóc ở công viên cháu đang ở phường hoàng mai cô mau ra đón cháu nhé ôi trời hòa kêu lên mấy tiếng sợ hãi mãi mới nhớ ra phải đi đón con gái cô cũng chẳng có thì giờ để than trách tại sao bố không hề nói với mình về việc con gái đi lạc may mà công ty cách phường không xa hòa bỏ xe ở cổng hớt hải chạy vào trong đảo mắt khắp nơi tìm kiếm đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cương nghị mặc bộ đồ công an đang ôm huyện trước phòng tiếp công dân con bé cười tích mắt lại vì thích thú rồi lấy mũ của anh ta đội lên đầu mình chưa bao giờ hòa thấy con gái cười tươi đến vậy mặc dù trước đây huyền cũng là đứa trẻ hiếu động nhưng ở những chỗ mà hòa không thấy con bé vẫn thường lén ngắm ảnh bố ở trong điện thoại trong lòng con bé phản phất một nỗi buồn có đứa trẻ nào thiếu vắng tình thương của bố Mà không thấy thiệt thòi đâu Kem Hoa gọi biệt danh của con gái Con bé cầm mũ của chú công an Hơ hơ về phía cô Mẹ ơi con ở đây Con sao rồi Có bị thương ở chỗ nào không Chết rồi mẹ quên mất báo ông ngoại rồi Tôi báo chồng cháu bé Bảo ông yên tâm rồi chị ạ Người đàn ông đang bế huyền lúc này Mới đứng dậy Trông anh rất cao Giá người khỏe khoắn và rắn rỏi Chỉ cần dùng một tay Đã nhấc bổng được đứa trẻ 5 tuổi Huyền thì cứ dính lấy anh ta Mà liếu lo Mẹ ơi chú Nghĩa cứu con đó Ban nãy con gặp con chó ở công viên to lắm Nó to gấp đôi con cơ Con sợ lắm Con chó đuổi theo con Xích chút nữa là cắn con rồi Hòa nghe con gái kể Mà giật mình thon thót Cô đón lấy con gái từ trên tay Nghĩa Chưa kịp cảm ơn Thì đã sợ khắp người con gái còn có chắc là nó không cắn trúng không Họ không để ý đến ánh mắt của Nghĩa Có chút khác lạ Anh hơi hắn giọng đỡ lời Chị yên tâm Còn cúng đó không phải chó dữ Cũng nhỏ Con bé không bị thương ở chỗ nào đâu Nhỏ là nhỏ thế nào Huyền khóc bù lu bù loa lên Phản bác Con chó to lắm mẹ ơi Lúc chú Nghĩa cứu con Nó còn vô đến người chú Nó đớp chú một cái nữa cơ Hòa nhìn đồng chí công an trước mặt trong anh hơi ngượng ngùng liên tục xua tay nói không có chuyện đó ấn tượng của cô đối với người đã cứu con mình càng tốt hơn rất nhiều anh đừng chủ quan như thế tôi càng lo lắng anh vì cứu bé nhà tôi mà mới bị thương tôi dày dứt lắm bị chó cắn không đơn giản đâu hãy cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra được không anh à không có chuyện đó thật chàng trai lắp bắp giải thích bé nhìn nhầm thôi chị yên tâm đi trong thái độ của chàng trai rất chắc nịch ganh lò trên người hòa cũng buông xuống cô định xin liên hệ của riêng nghĩa để tiện việc cảm ơn nhưng anh lập tức đứng nghiêm tay chào bảo vệ công dân là trách nhiệm của tôi rồi anh lấy lại cái mũ công an trên đầu huyền đúng không đồng chí nhỏ cháu nhớ đừng có đi lạc mẹ nữa đó đừng làm người lớn lo lắng hòa hơi ngẩn người trước hành động của nghĩa cô xa xăm nhớ về những năm trước đây mỗi lần rời khỏi nhà phòng cũng đứng chào cô với tư thế người quân nhân như vậy. Đối với anh, bảo vệ an toàn của mọi người cũng chính là bảo vệ gia đình mình. Anh dùng hết sự dũng cảm để cứu giúp người khác với hy vọng ở nơi anh không có mặt gia đình mình cũng được sinh sống trong sự an toàn. Chúng ta về thôi con. Hòa bãi hoải nắm tay con gái chào tạm biệt nghĩa rồi dục. Cô hơi cập mắt xuống giấu nỗi xúc động của mình vào trong. Nhưng Hòa không hề biết rằng mình và chàng trai kia sẽ còn nhiều duyên nợ như thế. Kể từ ngày đi lạc, Huyền nói nhiều hơn rất nhiều. Con bé cứ chốc chốc là dục cô mua hoa, rồi bắt hòa chở đến ủy ban phường cho bằng được. Rồi chẳng biết làm cách nào, con bé luôn tìm được chính xác vị trí của Nghĩa, xà vào lòng anh nũng nịu. Hòa làm mẹ, mà thấy lạ quá. Từ trước đến giờ, làm gì thấy con bé gần gũi với người khác như vậy bao giờ? Nhất là lại là người mới gặp một hai lần nữa. Chú Nghĩa ơi, chú xem con, có cái gì này? Cái gì cơ? Con bé thậm thục lôi từ trong túi ra ba cái vé xem phim. Phim Doraemon đó ạ. À. Chú Bảo thích xem còn gì? Ông nội mua cho con đó. Chú đi cùng với hai mẹ con con đi. Ôi trời, Hòa đã hoảng rồi, cô vội nói. Kem, không được làm phiền chú, đang làm nhiệm vụ. Nào ngờ đâu, Nghĩa lại cười xòe xòa đáp lại. Không sao đâu ạ, à. tôi tan làm rồi. Thật ra hôm nọ tôi có bảo thích xem phim hoạt hình. Nào ngờ con bé còn nhớ. Nghĩ đến ơn giúp đỡ của Nghĩa vẫn chưa trả được. Hoàng ngẫm người một lát rồi bảo Tôi... tôi có thể mời anh một bữa cơm được không ạ? À? Tôi biết là anh rất gương mẫu trong công việc nhưng tấm lòng người mẹ mà tôi vẫn muốn có thể cảm ơn anh. Chỉ một bữa cơm đơn giản thôi không có gì to tác đâu. Nghĩa cười hì hì gãi đầu chân chất nói thật với chị tôi cũng thích bé kem lắm hay là mình đi xem phim với cháu một lần đi cái này hòa bối rối nhìn con gái với đôi mắt đang long lành cô chưa từng thấy ai muốn trả ơn mà rủ người ta đi xem phim hoạt hình cả nhưng bốn con mắt cứ nhìn cô nóng bỏng hòa chỉ còn cách đồng ý chẳng biết có phải ảo giác hay không mà kể từ hôm đó hòa và nghĩa gặp mặt thường xuyên hơn hơn nữa gia đình anh còn mới chuyển đến ngôi nhà đối diện mấy lần đi chợ sớm hòa thường bắt gặp anh sách đồ cho mẹ mẹ anh rất phúc hậu cứ gặp mặt là cho con gái cô hết từ bánh kẹo đến mấy món đồ chơi nhỏ bà xích xoa nhìn cái huyền gì chứ bác là mong sớm có cháu bế lắm mà cái thằng dốc kia cứ bận công việc mái có chịu tìm hiểu yêu đương gì đâu cơ chứ đến khổ Bé kem Cho con cái bánh cốm nè Bà mới mua Còn đóng luôn đó Cứ như thế Mấy hôm nữa Huyền như cắm rễ ở bên nhà nghĩa Anh dạy con bé học võ Hai chú cháu tập động tác đến toát mồ hôi Thì Huyền sẽ mang đàn ra để hát Tiên cười rút rít vang lên Đến nỗi mà Hòa nấu cơm ở trong nhà Cũng nghe thấy Hòa tinh tế nhận ra nhịp sống của gia đình mình Đã thay đổi Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống thường ngày của cô đã có thêm sự xuất hiện của một chàng trai. Anh luôn cười tươi tắn, nhưng đáng tin tưởng và chững chạc. Anh hơn cô 2 tuổi, hai người gần như cùng trang lứa. Nhưng anh trưởng thành hơn và có rất nhiều kiến giải hay về cuộc sống. Hòa vẫn thường nhắn tin hỏi nghĩa về một số khúc mắc trong lòng, còn anh trồng cây và chăm sóc hoa. Cứ như vậy, trải qua hơn 2 tháng hòa vẫn đưa con gái về thăm mẹ chồng vào cuối tuần rồi quay lại thành phố làm cứ chiều chiều lại được nhà hàng xóm tặng đồ ăn tâm hồn tĩnh lặng của cô cứ như có thêm một mảng màu sắc mới như cái mùi quýt chính thơm lừng trong khu vườn của chú tư bản đi một thời gian nghĩa bỗng nhiên đến tìm hòa anh sắp phải tham gia một vụ án lớn theo chỉ đạo của cấp trên phải ở lại cơ quan rất lâu nhờ cô để ý mẹ giúp mình Trước khi đi, Nghĩ còn nghiêm tay chào Hòa. Trong một khoảnh khắc, Hòa thấy bóng hình anh và Phong trùng khớp với nhau. Nụ cười của hai người ngưng động lại trong cái chớp mắt ấy, làm Hòa hoảng hồn. Cô vội nói. Anh làm việc gì, cũng phải cẩn thận đó nhé. Em yên tâm đi mà, kiểu gì tôi cũng khỏe mạnh trở về. Anh cứ nói vậy, còn bác thì để em chăm sóc cho. Anh có định tạm biệt em không? Con bé sẽ nhớ anh lắm đó. Nghĩa nhìn Hòa mỉm cười, anh để món quà sinh nhật cho kem ở trong phòng em hỏi mẹ anh là kiểu gì cũng thấy nếu anh không kịp về em đưa cho con bé giúp anh nhé sinh nhật của huyền còn năm hôm nữa mới tới hòa hơi ngỡ ngàng khi nghĩa có thể nhớ được sinh nhật của con bé thậm chí còn chuẩn bị quà nữa khi trở về anh có chuyện này muốn nói với em em chờ anh trở về nha câu nói cuối cùng trước khi rời nhà của nghĩa làm hòa suy nghĩ thật lâu Cô không hiểu được Anh muốn nói gì với mình Mà không thể nói luôn Hơn nữa còn hứa hẹn với thái độ trang trọng như thế Có thể nào Không đâu Hòa gượng cười nghĩ Bản tính của Nghĩa vốn thân thiện Đối với ai trong khu này Anh cũng tốt bụng như vậy cả Cô là một người đàn bà đã cũ Hiện thực quan nghiệt ngã Cô không tin vào mấy câu chuyện mơ mộng Màu hồng kia Mặc dù nghĩ như vậy Nhưng suốt mấy ngày sau đó tâm trạng của Hòa vẫn không yên, cô thường nhìn sang căn gác ngôi nhà đối diện, tìm kiếm hình bóng của một chàng trai hay tư hoa ở đó. Cuối cùng, Hòa đã đợi được tin tức của Nghĩa, vào sát ngày sinh nhật của bé Huyền, Nghĩa đã ghi tên Hòa trong số liên lạc khẩn cấp. Cô chạy như bay đến bệnh viện, những bác sĩ y tá áo trắng đi dọc hành lang, một vài bệnh nhân được đưa vào cấp cứu bằng băng ca. Không cảnh này khiến hòa không khỏi nhớ đến năm năm trước cô cũng đến gặp phong trong lần cuối ở nơi này dòng người vội vã chạy đua với tử thần còn cô thì chạy đua với lời nguyệt nghiệt ngã dành cho mình nó tuổi dần cao số lắm hại chết mẹ bà ngoại cũng mất luôn năm đó lấy chồng á thì khắc chết chồng hòa cúi gầm mặt xuống lấy tay che mặt khóc rưng rức rồi cô lại tự vượt dậy chính mình ít ra phải xác minh được tình trạng sức khỏe của nghĩa thế nào anh nghĩa đâu à các anh nó đang ở bên trong chị có bảo với mẹ nó không không tôi biết anh ấy chưa muốn báo với bác vội bác đang ốm giờ tình trạng của anh ấy sao rồi ạ à? à thì một người đồng nghiệp khó nói cứ nhìn vào trong phòng bệnh họa linh cảm có chuyện chẳng lành bên trong vội lao vào không giống như trong tưởng tượng của cô nghĩa đang nằm trên giường mặc dù đầu và mặt của anh quấn đầy bông băng chân cũng bị bó bột phải treo lên nhưng án chừng thì anh vẫn rất khỏe khoắn thậm chí anh còn lớn tiếng cầu xin quy tá tim cho mình nhẹ nhẹ thôi rồi thắc mắc hỏi liệu có ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của mình không mãi sau nghĩa mới nhận thấy sự có mặt của một người khác ở trong phòng anh co rụt lại như con cúng con mắng mấy anh đồng nghiệp tôi đã bảo không cần gọi người sao các cậu còn gọi em ấy một anh công an khác Khẽ khuất sáo Rồi tiện tay đóng cửa luôn Thôi nha Mày có người chăm sóc rồi Đừng làm phiền tụi này nữa nha Tao đi đây Mấy chàng trai còn lại Mờ ám đóng cửa phòng Họ im lặng Chùng vai xuống Nén lại giọt nước mắt cay xè Giọng cô hơi lạc đi Bảo anh Nếu anh không có chuyện gì nữa Thì tao về đây Ở à, kìa Nghĩ nằm ngơ ra trên giường Chẳng hiểu gì Mấy hôm nay bác dần khỏe lại rồi Tôi cũng không tiện nói cho bác biết tình trạng của anh Giờ anh cứ lo tỉnh dưỡng cho tốt Khi nào khỏe thì về nhà ngay Kẻo bà lo Hòa nói rồi quay lưng bước đi Lần đầu tiên Nghĩ gọi tên cô trống không Hòa Hòa không đáp lại Anh đã giữ đúng lời hứa rồi đó nha Anh đã về trước sinh nhật của bé Kem rồi Cảm ơn anh Tôi sẽ nói lại với con bé Anh vẫn có chuyện muốn nói với em Được rồi không cần đâu giờ tôi hơi bận một chút hòa dạt dạt trả lời bàn chân vẫn không ngừng bước cô như chạy trốn khỏi bệnh viện chạy trốn khỏi nơi có ký ức đau thương này kể từ giây phút hòa nhìn thấy ánh mắt của nghĩa cô đã biết rằng anh muốn nói gì nhưng tại sao anh lại có ý định như vậy với cô nhỉ hòa bận tâm nhưng câu trả lời đối với cô không quan trọng mấy cô là một người đàn bà có mệnh khắc chồng Bất cứ ai dính dáng đến cô Đều không có kết quả tốt đẹp Chưa bao giờ Hòa thấy mình lại tin vào thứ tâm linh Mà cô vẫn coi thường như thế Hơn nữa Miệng đời sẽ còn độc địa hơn mọi thứ trên đời Mẹ anh có chấp nhận một người con dâu Từng có một đời chồng Và khắc chết chồng Rồi bà nội cái huyền Sẽ sống ra sao Giữa hai người có nhiều cái cách trở quá Người yếu đuối như Hòa Không có đủ dũng cảm Để giảm lên tất cả những cái đó ngoài trời bắt đầu mưa lâm thâm hòa quên mang áo mưa cứ thế chạy xe về nhà mấy hôm nay bố cô lên chơi cô phải rón rén mở cửa để ông không thấy dáng vẻ suy sụp bây giờ của mình nhưng nào ngờ trong nhà còn có thêm một người nữa bác thư mẹ của nghĩa hai ông bà đang nói chuyện với nhau xem chừng như đã quen biết từ lâu lắm rồi cảm ơn thầy đã giúp đỡ ngày xưa nếu không có thầy á thì không biết thằng nghĩa nhà tôi sẽ có tương lai thế nào. Có ai ngờ được, cái thằng nhóc lúc nào cũng thích gây gỗ đánh nhau ấy, lại đổ được đại học, còn làm công an cơ chứ. Bố Hòa rót một chén trà mời bà. Chị đừng nói vậy, nghĩa nó sáng dạ, tuy hơi hung dữ, nhưng tốt bụng phết. Ngày xưa chỉ nhìn một cái là tôi biết nó sẽ thành tài mà. Hòa ngừng chân nơi huyền quang, tài ghè hết câu chuyện của hai người. Cô nhớ đến buổi chiều hôm ấy, bố từng nói sẽ giới thiệu cho cô, anh học trò của mình. Vậy ra, những sự dịu dàng mà cô nhận được từ nghĩa là đang trả nợ cho sự giúp đỡ ngày xưa chăng? Ngay cả chuyện mà Huyền đi lạc ở công viên, có lẽ cũng chỉ là cái cớ để hai người gặp mặt. Lòng họa chua xót cô bảo mà, hạ cớ gì mà người có điều kiện tốt như anh lại có tình cảm với cô cho được. Anh còn tương lai rực rỡ phía trước, còn rất nhiều sự lựa chọn cô không phải là lựa chọn tốt cũng không đáng để được chọn hòa không trách nghĩa đâu chỉ trách mình đã để chìm quá sâu vào tình cảm thương phây yêu mượn hòa làm như không nghe thấy gì cả lững thững đi qua cầu thang rồi lên trên gác mấy hôm sau nghĩa xuất viện anh đúng hẹn đến tham gia sinh nhật của bé huyền hòa vẫn lịch sự đón tiếp chàng trai từng làm mình rung động như ngày thường nhưng trong ánh mắt đầy sự xa cách cô nhìn con gái thổi nến trong lòng của anh thử hỏi không biết mình đã để ý đến người đàn ông từ bao giờ có thể là giây phút cô nhận ra ở nghĩa có cái khí thế và nhiệt huyết mà phong tường có nhưng đấy cũng chỉ là lý do để cô nhìn anh nhiều hơn một chút mà thôi có lẽ sự tương tư đã bắt đầu gieo từ khi người đàn ông này tặng cho hòa một hạt giống hoa hương dương anh bảo khi những bông hoa này hướng về phía mặt trời bóng tối sẽ tự động bị đẩy ra sau lưng cô cũng có thể giống như những bông hoa hương dương kia vươn mình trước ánh sáng tôi có thể giống như những đóa hoa hương dương được sao có chứ em không tin vào chính mình sao nhưng tôi không muốn tỏa sáng tôi không muốn vươn mình đi đâu tôi chỉ muốn sống lặng lẽ bảo vệ những người mình yêu thương tôi có thể nói chuyện với em một chút được không hòa bị câu hỏi của nghĩa làm cho giật mình cô thông thả gật đầu Hai người ra ngoài ban công Nhìn lên bầu trời thành phố mùa đông đen kịch Không có trăng Cũng không có sao Hòa Anh ngược ngùng gãi đầu Anh thích em Cô nghiêng đầu nhìn anh Thật ra Anh là học trò của bố em Anh không muốn giấu em nữa Chuyện đó tôi biết rồi Nghĩ ngạc nhiên Em biết rồi sao Từ từ đã Em nghe anh giải thích đã Thật sự không phải anh cố ý làm ra vẻ không quen biết với em đâu Chỉ là anh sợ em nghĩ anh nể thầy mới tìm hiểu em Chuyện mà bé Kem đi lạc Thì đúng là con bé đi lạc thật Nhưng mà là con bé cố ý Để anh đi tìm Mãi sau này Kem mới nói với anh Hoặc không hề nghi ngờ lời của Nghĩa nói Thực tế cô cũng đoán được rồi Huyền là đứa trẻ quá thông minh Nó làm sao có thể đi lạc ở công viên Khi đi cùng ông nội được chứ Cô còn gặn hỏi Huyền Thì con bé vô tội trả lời con chấm chú ấy rồi nha Con muốn có người cùng với con chăm sóc mẹ Con đó Nhỡ người ta có người yêu rồi thì sao Mà mẹ chỉ muốn ở với con thôi Mẹ không thích ai hết đâu Chẳng lẽ con không muốn chăm sóc mẹ sao Gia đình chúng ta chỉ cần mẹ con Ông ngoại, bà nội Ba người đều khỏe mạnh Là mẹ hạnh phúc lắm rồi Thì con cứ chấm chú ấy cho mẹ Mẹ không chấm Con đi tìm chú khác nha Hoặc khi ấy Con thấy bế tắc một thời gian Cô không hiểu tại sao một đứa bé nhỏ như Huyền lại nghĩ ra nhiều trò tinh quái như vậy. Nào ngờ, cô thật sự chấm người đàn ông mà con bé tìm về cho mình. Hòa thấy nghĩ giải thích, trồng đến tội, bèn vỗ vai anh. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi hiểu mà. Nhưng xin lỗi anh rất nhiều, tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Tôi cũng cảm thấy không cần thiết lắm. Anh vẫn nên tìm một cô gái khác, một người xứng đáng hơn tôi. Hôm ấy, Hòa đã trơ mắt nhìn Nghĩa thất thiểu ra về. Trước khi đi, anh còn chào cô nghiêm túc với tư thế người lính. Anh thật sự thích em. Em nói vậy, không đủ làm anh nản lòng đâu. Em có thể từ chối, nhưng anh có thể tiếp tục tỏ tình với em mà. Điên mất rồi. Hòa nghĩ. Sắp tới ngày dỗ của Phong, cộng thêm mấy việc xảy ra gần đây, càng khiến cô căng thẳng. Hôm ấy là giữa tuần, nhưng Hòa vẫn về thăm mẹ chồng. Kỳ lạ là hôm nay, bà ở nhà đang ngồi đang len trước cửa. Thấy Hòa, bà hỏi: "Lần này con có ở lâu không?" "À, dạ. Ở lâu một chút cho mẹ ngủ với cháu, tuần sau rồi về." "Vâng ạ." Hòa không kịp nghĩ, tại sao mẹ chồng lại chịu nói chuyện với mình. Cô ở lại nhà 5 ngày, ngày dỗ phong không tổ chức to, chỉ có ba người cùng nhau ăn cơm. Cô ngồi ở chiếc bàn mà hai vợ chồng từng làm việc chung tay mơ mê từng đường nét trên tấm ảnh cũ kỹ. Đã 5 năm, năm rồi, nụ cười của Phong vẫn tươi rói như thế, lòng hòa đau khôn xiết. Cô làm như thế nào mới có thể phủ về nỗi đau này đây? Ngủ rồi à Hòa. Có tiếng hung hắn từ trong phòng bà Loan, Hòa tắt đèn bàn ra nghe ngóng xem bà định nói gì. Con còn nhớ nó lắm sao? Hòa nắm chặt tay, rơm rớm nước mắt. Mẹ cũng nhớ nó lắm Hôm qua mẹ nằm mơ thấy nó trở về Hỏi dạo này vợ con nó thế nào rồi Mẹ mới hay Hình như cũng 5 năm rồi đó Mình chưa hề nói chuyện một câu nào Hoàng ngước mắt lên nhìn mẹ chồng Bà đã vào trong phòng Dù đang đứng Nhưng vẫn không cao hơn cô đang ngồi làm máy Thời gian và nỗi đau mất con Đã khiến bà già thêm chục tuổi Và ngày càng tiều tụy giật đôi mắt bà thì vẫn nhân từ Tại sao cô chưa từng nhìn ra mẹ chồng mình Có một đôi mắt dịu dàng như thế Còn có tính bắt đầu cuộc sống mới không Giờ con vẫn sống ổn mẹ à Ý mẹ là Nghe bé kem nói Có người đang theo đuổi con Con có định bước tiếp không Hoài giật mình Mãi về sau mới nhớ tiếp lời Không đâu mẹ Con vẫn muốn thế này thôi Anh Phong còn ở đây Con bước đi đâu được bà loan thở dài xa vắng thật ra mẹ đã không cần hận con lâu lắm rồi hòa con đâu có làm gì nên tội để mẹ hận đây con chẳng có lỗi gì cả mẹ chuyện thằng phong là chuyện may rủi chính nó đã lựa chọn lao mình vào biển lửa cứu người từ lúc mà thằng bé chọn ngành cứu hỏa mẹ đã phải chấp nhận rằng sẽ có lúc nghiệt ngã như thế này rồi rồi bà nắm tay hòa mẹ không hận con nhưng mẹ không biết phải trút giận lên ai cho sự đau đớn của mình nữa rồi con đẻ cái huyền nó lớn lên giống bố như đúc mẹ sợ sợ rằng con sẽ rời đi mang theo con bé mang theo niềm vui cuối cùng của mẹ nên mẹ mới đổ hết lên đầu con làm cho con khổ sở tự trách mấy năm nay con là đứa nhỏ hiểu chuyện biết mấy một khi con thấy mình có lỗi con sẽ không đi bước nữa mà mẹ thì không mất cháu Mẹ ơi Không phải như vậy thật đâu mà Hòa nghẹn ngào lắc đầu Dù thế nào Thì Kem cũng là cháu của bà Là con của anh Phong Con là vợ của anh ấy Con sẽ không bao giờ bỏ đi đâu Không Bà đoan khóc nước nở Như thế là mẹ đã giam con vào lòng Làm con chết giận chết mòn Số đàn bà Lại là đàn bà quá như chúng ta đang ra có thể đi tìm hạnh phúc tại sao phải tự giam mình vào trong chiếc lồng ấy chứ để nghe người đời tán dương chúng ta là người mẹ người vợ tốt hay sao dù có mã vàng lên thì đấy vẫn là những chiếc lồng bòn rút sức sống của con mẹ cũng quên mất mình cũng là bà quá trước kia mẹ cũng nhẫn nại nuôi phong lớn mà bỏ lỡ mất quá nhiều thứ mẹ không hối hận nhưng mẹ tiếc nuối Hòa lặng người đi, khi nghe mẹ chồng nói, chưa bao giờ cô nghĩ đến trong lòng bà lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ bà thương con dâu đến vậy. "Nghe mẹ, con rất thương cậu ấy mà phải không? Phong đó con Linh Thiên, nó cũng muốn con được hạnh phúc. Phải có người chăm sóc, chở che nó cho con chứ. Con đừng nghĩ đó là sự phản bội. Con phải hạnh phúc thì thằng Phong nó mới mỉm cười nơi chính suối được." hòa thức trắng đêm ấy cô nghĩ về lời bà loan thật lâu nghĩ về tương lai của mình thật lâu chiếc lòng vàng đang giam giữ cô dần trở nên lỏng lẻo rồi sụp đổ bức ảnh của phong vẫn ở đầu giường anh nhìn cô với nụ cười tươi tắn chàng trai nhiệt huyết và tốt bụng người che chở cô mọi nơi năm ấy dường như anh vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà này động viên cô phải vững vàng mà bước đi Hòa trở lại thành phố vào thứ ba. Sau khi đã mua sắm một loạt đồ đạc cho nhà chồng, Nghĩa đón cô ở ngoài cửa, không quên mang theo một chậu hương dương, nở vàng ươm. Hoa nở rồi này em. Anh, em có thể từ chối, nhưng anh không từ bỏ đâu. Em không biết đâu. Thực ra hai chúng ta đã quen biết từ trước khi thầy giới thiệu em cho anh rồi đó. Hoa quả thực không nhớ chuyện ấy. Em có nhớ, hồi học cấp 3 lớp bố em chủ nhiệm. Có một anh học trò luôn đánh nhau Toàn bị đình chỉ không Hòa nhớ lại mấy mảnh ký ức vụn vặt ngày xưa Mãi mới nhớ ra Anh chặn trên cô hai khóa Người trong trường đều tránh anh ta như tránh tà Duy chỉ có Hòa Đã từng bắt gặp cậu học sinh đó Đi mua cháo cho mẹ Còn dặn chú quán cho nhiều thịt một chút Thì ra là anh Đúng vậy Khi ấy mọi người đều ghét anh Chỉ có hai người không ghét anh Thầy lúc nào cũng khuyên anh phải cố gắng học tập Anh nghe thấy phiền quá định rủ lũ bạn đi tìm con gái thầy chủ nhiệm dặn mặt cho một trận hòa hơi cứng người trước lời bộc bạch quá chân thực của nghĩa anh thì lúc đó anh là một đứa chả ra gì mà gây thủ chú oán khắp nơi chưa đánh được em thì anh đã bị tẩn rồi nghĩa hơi đỏ mặt nói tiếp may mà anh đi ngang qua em ném cặp vào tụi nó kéo anh đi còn đưa cho anh một miếng bông nhỏ những đoạn về sau hòa chỗ nhớ chỗ không nhưng cô không ngờ rằng nghĩ lại nhớ kỹ đến vậy em nói em muốn làm cảnh sát ngay từ bây giờ em đã phải bảo vệ người yếu sau này em sẽ thành cảnh sát tốt anh đã học ngày học đêm nhờ có thầy tạo điều kiện anh đã cải thiện hành kiểm rồi vào được trường cao đẳng làm công an anh muốn chờ em ở đó nhưng rồi em lại chọn làm cô giáo giống như cái nghề của thầy em là cô giáo thì vẫn là một cô giáo tốt hòa giỏi theo thật kỹ sự vui vẻ trên khuôn mặt người đàn ông, quả thực cô còn chẳng nhớ mình đã nói gì hôm ấy. Vậy mà anh còn nhớ. Cho nên anh đồng ý với bố em vì ấn tượng ngày xưa sao? Không phải. Ban đầu gặp lại em chỉ hơi hoài niệm một chút, nhưng anh nén nhìn em mấy lần, càng nhìn càng muốn che chở, muốn làm chỗ dựa để em không phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa. Nhà anh còn nhiều hoa hướng dương không? Hoa ngửi mấy bông hoa trong chậu chợt hỏi. Nghĩa cứ ngây ra Mãi về sau mới hiểu Càng ngây người hơn Anh cứ đứng mãi ở ngoài cổng Khi Hòa đã vào trong nhà Một mình cười ngu ngơ Hòa và Nghĩa cùng nhau Trồng hai mùa hoa hướng dương Sáu tháng Cô đã chấp nhận mở lòng mình ra Tạo cơ hội cho người khác Cũng là tạo cơ hội cho chính mình Nghĩa không phải người lãng mạn Tính tình khắc cục mịch Nhưng mỗi hành động nhỏ của anh Lại khiến Hòa cảm động Đã lâu lắm rồi cô không còn so sánh anh với phong nữa hai người đã hoàn toàn tách biệt với nhau trong ánh mắt của cô cô đã hoàn toàn chấp nhận một người mới ồn ào xuất hiện trong cuộc sống của mình còn phong vẫn chìm trong ký ức sâu thẳm trở thành động lực để cô bước tiếp cô mua một cuốn sách nhà văn đã mở đầu cuốn sách bằng lời giới thiệu lòng trắc ẩn sự cảm thương trong người viết đã cúi xuống những người đàn bà hiền lành thiệt thời mà quên còn những phụ nữ can đảm, chống trả bất công và biết yêu chính mình ngoài yêu thương người khác. Viết về sự hy sinh, tạo tầng và tình yêu thương vô bờ bến của người phụ nữ như con dao hai lưỡi, chúng ta sẽ không biết mình ca người phẩm chất tốt đẹp của họ hay đang trói buộc họ vào những bức tường, chiếc cọc vô hình và có giác vàng vào tường vách và cọc sắt thì bị giam giữa chúng cũng không thể gọi là tự do. Hoặc không nghĩ rằng yêu thương người khác hơn chính mình có gì sai cả và những người phụ nữ từng hy sinh từng chịu đựng như bà loan cũng có sự dũng cảm riêng sự dũng cảm mà bản thân hòa không làm được nhưng mà phá bỏ những chiếc lồng sắt tự cho mình một cơ hội để tự do cũng là một kiểu dũng cảm đúng một năm kể từ ngày gặp nhau hòa và nghĩa mới tính đến chuyện kết hôn ban đầu hòa còn lo ngại mẹ anh sẽ phản đối cuộc hôn nhân này. Nào ngờ, chính bà còn vui mừng khôn xiết. Mẹ của Phong thì ngỏ ý muốn làm mẹ nuôi trong đám cưới, dắt tay con gái cho đàn trai. Hòa và Nghĩa đều đồng ý. Hai bà mẹ còn vui vẻ cùng nhau đi giảng ngoại ở quê, nói cười ríu rít, trở thành cặp bạn tri kỷ, cứ dính lấy nhau. Hôm đó, Hòa đưa mẹ Nghĩa về quê chồng cũ, trước ngày cưới. Hai bà tiếu tích, dắt nhau đi chợ câu chuyện của cô mấy năm nay lại trở thành chuyện phiếm. Nó sắp lấy chồng rồi đấy. Lấy trai tân hả? Số thế mà đào hoa, nhưng nhìn cậu kia cũng yếu, chẳng biết có bệnh hay không. Hai bà mẹ đang chọn dở mớ rau, tức giận đứng dậy. Mẹ phong ít chữ, chỉ bảo được câu. Không được nói con dâu tôi như thế. Còn mẹ Nghĩa thì đáo để hơn rất nhiều, chống nảnh mắng xa xả. Bố đứa nào ăn mắm ăn muối, độc mồm độc miệng, có hiểu thế nào là anh hùng lao động không con tụi tôi canh gác ngày đêm lo cho đám ăn trắng mặt trơn các người không bị cháy nhà không bị trộm cắp vợ con của nó thì bị mấy đứa vô ơn sỉ vả nói nhăn nói cuội còn bị rủa nữa mấy bà nói xem có tức hay không chúng nó hy sinh tuổi xuân để vợ con bị bắt nạt hả đám đồng tản đi hết cả phần vì xấu hổ phần vì cũng không nói lại với bà hòa mới gửi xe xong chỉ kịp nghe thấy hai bà mẹ đang bảo vệ mình khoe mắt cô rưng rưng thấy lạ mệnh khắc chồng có lẽ đến giờ phút này cái cọc sắt giam giữ họa mới hoàn toàn biến mất họa lần nữa lên xe hoa vào mùa thu năm ấy trong sự chúc phúc của mọi người không còn một câu bàn tán ra vào mẹ phong tự tay chạy tóc cho họa rồi dắt cô ra ngoài trao cho nghĩa mắt bà rớm lệ còn phải chăm sóc cho con bé thật tốt đây nha Mẹ ơi Hòa sụp xịt Mẹ mãi mãi vẫn là mẹ của con Ừ rồi rồi Ngày vui không được khóc nghe chưa Nghĩa đưa khăn cho bà lau đi nước mắt trên mặt Hòa Tay còn lại bế cái huyền Con bé cười ngọt ngào Cầm hoa cưới làm nụng với anh Cầu vòng buổi sớm Nở rộ trên vườn quýt Ánh nắng trải xuống cánh đồng Một màu vàng ống Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Mệnh các chồng của tác giả Quỳnh Vân. Không biết là sau khi quý vị nghe xong bộ truyện này, điều gì đồng lại trong quý vị? Quý vị đừng quên để lại bên dưới bình luận để trinh cũng như là tác giả và các khán giả khác được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Trinh xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn nếu quý vị đang nghe truyện vào giờ đi ngủ thì Trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon à. quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.